Nay giới thiệu anh em cái con này vừa đánh cái con bò về nuôi xong. Miên quay đây có ổn không? Đây đây bạn ơi. Vừa mới đánh về hôm qua xong con ạ. Đây là con anh mình gọi là con này là con bò sắt mọi người ạ. Đó, mới hôm nọ là xây cái trục bò. Mất nhiều thời gian quá. Thì sở dĩ tại sao ấy ở trên kênh mình mấy ngày hôm nay mình không có video nào là bởi vì là bận xây cái chuồng bò cho cái con này quá con ạ. Đấy. Ok. Thì đây nó là cái con bò sắt, nó có tên là Mazda. Đéo cho cái phần các con. Mazda 6 này, phiên bản bò của tôi là bò 2.5 Signature Premium. Đấy là phiên bản cao cấp nhất. Thì cái con này giá lăn bánh tại Thái Bình nhá, hôm qua của mình nó là 1.250.000.000 các bạn ạ. Đó. Vì là quá háo hức nên là ngày hôm nay sẽ cho anh em xem luôn. Đấy. Thì thực ra là mình là review, gọi là review điện tử thôi chứ không phải là review về xe cáng này cả. Nên là mình có sao mình nói vậy chứ mình cũng không có chuyên nghiệp về xe cộ lắm đâu các bạn nhá. Thì đây nó là một mẫu xe hạng D. Sedan hạng D các bạn ạ. Có cái chiều dài cơ sở tính từ cái đầu xe này ra đến cái đít xe á thì nó là 4m9 là ngót 4m9 đúng rồi. Và con này nặng khoảng 1,5 tấn các bạn ạ. Đó. Đây. Thì thực ra là mình là một thằng gọi là chưa có bằng lái xe nhưng mà dám đánh một con sedan hạng D đi như này thì thực sự là quá là hello anh thợ điện này. Đấy. Ok, về cái thiết kế của cái con xe này các bạn nhá. Thì nó là ngôn ngữ thiết kế Kodo, mình nhớ không nhầm là ngôn ngữ thiết kế Kodo. Đây, tôi gần lại đây các bạn ạ. Kodo của Nhật đây là thế hệ thứ 2. Thì mình chỉ nói thật với các bạn là mình chỉ thích cái bánh này các bạn này. Đó, nó là một sedan hạng D tầm tiền của 1.2 tỷ cho đến một, nói chung nó dao động từ 1.2 tỷ cho đến 1.3 tỷ mà nó được trang bị một cái bộ bánh là có cái mâm đường kính lên đến 19 inch này, ngang với của xe Mercedes các bạn ạ. Mercedes đấy các bạn ạ. Đây các bạn ạ, bánh trước bánh sau nó là mâm 19 inch này, rất là to và cách điệu rất là đẹp luôn. Đấy, và cái bộ lốp này thì của Bridgestone, một thương hiệu rất là nổi tiếng với dân gọi là dân chuyên làm gì? Các cái lốp của các cái xe sang trọng các bạn ạ. Rồi, về đến cái mặt trước thì chúng ta sẽ có đây, anh quay đây đúng tôi ạ. Một cái thiết kế logo của Mazda rất là quen thuộc với cái hình quả trứng có chữ V bên trong. Nhưng trên cái phiên bản Mazda 6 2 phiên bản 2021 này nó đã được dập nổi 3D hoàn toàn các bạn nhá. Và các cái chi tiết của cái cửa gió này nó được mạ chrome rất là sáng đẹp các bạn nhé. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái camera 360 nằm chỗ này. Đấy là lý do tại sao mà mình là một thằng không có bằng lái xe mà vẫn dám đánh một con xe hạng D, là bởi vì nó có cam 360 các bạn nhé. Đó. Ok, về đến cái bộ đèn thì cái điểm nhấn ở trong cái bộ đèn này đó chính là các cái họa tiết li ti ở trong cái bộ pha của nó các bạn này. Và đèn ở đây là đèn LED LED và có cái chức năng là cảm biến ở người đối diện để trong trường hợp mình đi trong nội thành và thành phố thì tự động nó sẽ điều chỉnh nâng hạ cái độ sáng này để cho người đối diện cảm thấy không bị khó chịu đó. Và ở đây chúng ta có thể thấy một đường mạ chrome rất là sáng bóng chạy từ bên đèn nọ sang bên kia. Đó, rất là đẹp. Đấy là tại sao mình thích cái thiết kế của cái con Mazda 6 này các bạn nhá. Thì cái con Mazda 6 này các bạn có thể nhìn thấy là nó sở hữu một cái cốp rất là nhiều lít các bạn nhá, rất là nhiều lít. Đây, bên trong nó sẽ có một cái bánh sơ cua đây các bạn này. Đó. Thì đây nó là cái hộp phụ kiện của cam hành trình mình lắp ở trên xe rồi. Cam hành trình. Nói chung là theo cái combo cứ gọi là
là giá xe nó là bằng bằng đấy tiền, nhưng mà khi mà mua xe, ví dụ như các bạn mua điện thoại ấy, thì thông thường người ta sẽ tư vấn cho ốp điện thoại rồi là cường lực các thứ, là nó còn kênh tiền lên nhiều nữa. Các bạn xác định thì cứ phải bỏ ra thêm khoảng 50 đến 100 triệu nữa các bạn ạ. Đấy. Đấy, các bạn có thể thấy là trên cái biển này, trên cái chỗ cắm biển nó vẫn còn một cái camera 360 này các bạn ạ. Đấy. Đây. Nắng hôm nay hơi nắng các bạn ạ. Bên trên có logo dập điệu của Mazda. Và hai gương. Hai gương cũng sẽ có camera 360 nằm chỗ này. Đó. Đây các bạn ơi, đây này. Đấy, cái tí nhỏ nhỏ này. Rồi thì bây giờ sẽ vào đến cái nội thất của cái con xe này. Tí nữa sẽ cho mình sẽ bung ra cho các bạn xem cái nội thất bên trong nhá các bạn nhá. Mình sẽ tháo tung hết tất cả động cơ, bình ắc quy các thứ, bô biếc các thứ mình sẽ phá hết. Ngày hôm nay trong cốc kia là mình đã chuẩn bị cờ lê mỏ lết rồi, máy cắt hết rồi. Tí mình sẽ xả xe ra các bạn nhá. Lâu lâu mới mua còn trên Shopee. Đấy. Ok. Rồi, thì bây giờ vào đến cái khoang nội thất này. Rồi, về cái phần ghế lái thì thực sự là mình không chuyên về xe lắm thì mình cũng không có nhiều cảm nhận. Chỉ có cái điều này các bạn ạ, da rẻ của nó này. Hôm qua nhà mình thắp hương nên là nó hơi bụi vào bên trong, là da rẻ của nó sờ rất là sướng. Và cái phần gỗ này này, nó là cái gỗ gì ấy. Nói chung là các bạn nên xem review ở những cái kênh chuyên nghiệp hơn. Gỗ này nói chung sờ rất là sướng. Và cái vải này như kiểu là vải, nó sờ sướng như giống như cái vải Alcantara các bạn ạ. Đấy. Ghế lái và ghế phụ và hai hàng ghế sau, da cảm giác rất là cao cấp. Hệ thống giải trí ở trên cái con xe này thì nó có một cái màn hình 7 inch. Đây các bạn ạ. Mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Đó. Khi mà không đóng cửa vào ấy, thì nó sẽ kêu. Đấy, cửa của ghế lái thì nó sẽ kêu. Ghế phụ chúng ta có thể mở được. Đây là màn hình 7 inch, độ phân giải là Full HD. Đó, và còn bên trên này thì nó là cái cam hành trình thì mình đã yêu cầu lắp thêm rồi. Đó. Hệ thống loa của cái con này, hệ thống giải trí ấy, thì nó sẽ có bao gồm 11 loa bow. Các bạn có thể nhìn đây. Đây là một trong những cái loa bow của nó này. Còn các cái loa khác nó giấu ở đâu thì mình không có biết. Đấy. Ok, cốp trước khá là rộng. Cảm giác cầm vào vô lăng thì vô lăng này mình đã bọc rồi các bạn ạ. Vô lăng zin của nó đây. Cảm giác cầm vào vô lăng rất là đầm và chắc tay. Đấy, đầm và chắc tay. Ngồi thì mình thấy nhiều anh em chê là cái khoang ngồi của Mazda 6 nó hơi thấp, thì thực ra là đối với mình thì là một thằng khá là cao, và cộng thêm ăn gian được thêm tí tóc này nữa các bạn ạ. Đấy, thì là ngồi như thế này thì đầu nó hơi cọ cọ tóc lên trên thật. Đó, nhưng mà vẫn thoải mái các bạn nhé. Đấy. Tại sao nhiều người bảo là mình sao tầm tiền này không mua Santa Fe để đi? Bởi vì mình không có thích. Đấy. Thì đấy là ngồi về cảm giác ngồi ghế ghế trước. Cần số tự động nhá. Xe này là xe hộp số tự động 6 cấp. Đấy. Ok. Nói chung là để cho một thằng cho một cái thằng gọi là chuyên phá hoại đồ điện tử như mình để review xe này không đúng lắm. Đó. Thì đây nó là hàng ghế chính. Giờ đã chuyển sang ghế phụ. Cho các cái phím chức năng của hàng ghế chính này nó khá là ok. Không có cái gì để bàn cãi cả. Đấy. Cảm giác khá tiện nghi. Và cái các bạn có thể thấy ở bên trên mặt này, nó rất là tinh tế, gọi là tinh tế và tối giản. Đó, và càng tinh tế thì lại càng sang trọng hiện đại các bạn ạ. Đó. Rồi. Bây giờ đi sang đến hàng ghế sau. Này. Nói chung là hàng ghế sau cũng có cái cảm giác tương tự như hàng ghế trước các bạn ạ. Ngồi hàng ghế sau thì có thoải mái hơn một chút. Mình thấy nhiều người chê là hàng ghế sau thấp.
Thì xin thưa với các bạn là nó cũng tương tự như hàng ghế trước nha. Mình đính chính lại nó cũng tương tự như hàng ghế trước. Và cái nhiều người nói là cái không gian để chân như này của hàng ghế sau nó không được nhiều. Thì mình thấy là ở trong mức thoải mái các bạn nha. Đấy, một thằng cái chân dài như mình này mà để vẫn thoải mái như thế này thì nghĩa là ok rồi. Thậm chí là mình vẫn ăn gian thêm là mình đi cái đôi dép bánh mì này rất là dài nữa, thì nghĩa là ok các bạn nhé. Đấy, ngồi rất thoải mái này. Thậm chí là chúng ta có thể, nếu như ai mà đi dép sạch có chân sạch là chúng ta cũng có thể để chân như thế này. Đấy, đó, ok. Rồi đấy là hàng ghế sau đấy, các bạn nhé. Cảm giác da chất liệu vẫn rất là ok. Đấy, bên trên này có đèn à? Ừ đúng rồi, đèn các bạn ạ, đèn. Nói chung mình còn chưa biết là dùng cái con xe này như nào đâu. Mới chỉ biết mua về và chạy thử thôi. Chạy thử như nào thôi, chưa biết sử dụng. Khi mà mình mua xe á thì là mình không biết tí gì về xe các bạn nhá. Đề nổ như nào, vào số như nào mình không biết. Đó. Và mình mới lái có từ hôm qua thôi mà hôm nay mình đã đi dọc thành phố rồi. Đi xuyên thành phố rồi. Đấy là về nội thất. Giờ sang đến cái động cơ các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem cái động cơ. Đấy, còn hôm nay gọi là review chơi chơi thôi các bạn ạ. Đây, review chơi chơi thôi. Còn kiến thức chuyên sâu về xe nào thì mình cũng không không có tường lắm. Thì mình sẽ cho các bạn xem nào. Cái động cơ của nó như nào nhá. Đây. Hello anh thở điện đấy cả. Mới dắt hôm qua xong. Thì cái động cơ của cái con này nó sử dụng động cơ Sky Active G 2.0. À, phiên bản 2.0, còn cái dung tích xi lăng của nó là 2.5, động cơ 2.5 lít. Đấy, thì cái động cơ này nó cho bao nhiêu mã lực thì mình cũng không rõ lắm, mình không quan tâm lắm. Đây các bạn có thể thấy cái khối động cơ của nó đây. Đây là cái khối hộp đen này. Đấy. Đây là khối cầu chì. Và đây là cái bình ắc quy này. Đề nổ đấy các bạn ạ. Đó. Đây là các bạn có thể nhìn cái máy 2.5 nó to đồ sộ được như này các bạn. Cái máy 2.5 nó to đồ sộ như này. Và cái máy này ấy là nó sẽ như kiểu là nó to hơn máy 2.0 ấy, mình chưa được sử dụng máy 2.0 như nào. Nói chung bây giờ mình mới có xe. Giờ mới được trải nghiệm. Đấy các bạn này, củ phát ô tô đây các bạn. Củ phát này. Bữa mình sẽ tháo cái củ phát này ra để chế máy phát điện. Đấy. Đây thì tổng quan cái bên trong động cơ của nó như này. Mình là một người không có nhiều, nói chung mình không có kiến thức về xe. Mình không có kiến thức về xe nên là mình cũng chỉ gọi là đánh giá rồi là đưa ra cái nhìn với tư cách là một khách hàng. Một khách hàng. Với tư cách là một khách hàng chứ không phải là một chuyên gia về xe, đánh giá xe hay như thế nào cả. Đấy các bạn thông cảm nhá. Đó. Đây là về khối động cơ nó. Chỗ này nó sẽ là cái nước rửa kính này. Ở chỗ này là nước làm mát này. Thì yêu cầu trong cái quá trình sử dụng là cái nước làm mát này, nếu của chúng ta mà nó bị nóng ấy, thì chúng ta không được phép mở cái nước này ra. Và cái chỗ này là kiểm tra nhớt này. Đấy. Hai cái chỗ này tuyệt đối quan trọng nhá. Nó nóng là mà nếu mà quá trình nó đang nóng ấy, mà chúng ta mở ra thì nước rất sẽ bắn vào mặt. Đấy. Thì đâu cũng vậy thôi các bạn ạ. Đây thì các bạn có thể xem tổng quan là cái con bò sắt mà mình mới đánh về ngày hôm qua đây. Mới sáng hôm qua các bạn ạ. Sáng hôm qua nó là sáng 24 tháng 10. Sáng qua là 24 tháng 10. Hôm nay là đến chiều là 25 tháng 10. Đấy. Nhiều người hỏi quá các bạn ạ. Nhiều người hỏi quá để làm bài review sương sương. Đó. Thì bây giờ thực ra là cái giá xe nó rất là rẻ. Nó chỉ có khoảng 1 đến 2 tỷ đồng. Thì anh em có thể mua một vài con về để đốt trong chuồng để nuôi dần cũng được. Không vấn đề gì cả. Đấy. Về cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái con này nhá. Thì ngày hôm qua đổ xăng lần đầu tiên mình đổ đầy. Theo cái giá xăng của cái ngày 24 tháng 10 thì mình đổ đầy cái bình này là hết 1.350.000.
Và hình như mình nghe nói không nhầm là anh sale anh bảo là cái xe này là 65 lít. Ờ đúng rồi, hình như là 65 lít. Đó. Thì nếu như đổ đầy thì mình sẽ đi được khoảng 700 cây. Cái này thì không phải là thông tin của mình đâu nha, mình không biết là thông tin này có chính xác không nha. Đó. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu theo như nhà sản xuất công bố, nó rơi vào khoảng 7 đến 8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp và 6 đến 7 lít. Phải không nhỉ? Không biết là mình nhớ có rõ không? 6 đến 7 lít trên 100 cây đường đường trường ấy, đường cao tốc ấy. Đường không ổ gà ổ voi đấy. Thì nó cũng là đấy là trong cái điều kiện là không điều hòa và không sử dụng chế độ turbo. Thì nó sẽ là như thế. Còn các cái tính năng chuyên sâu, ví dụ như là tự động cảnh báo làn đường này, tự động cảnh báo lệch làn này, tự động giảm tốc độ khi ở đằng trước có chướng ngại vật này, rồi là các cái tính năng thông minh nữa, ví dụ như là cái gì control, active control mình không nhớ rõ, thì mình sẽ không nói ở đây bởi vì mình chả có chuyên môn gì về mấy cái đấy cả. Mình chỉ biết là mình là một thợ điện chứ không phải là một thợ xe. Ok. Bây giờ mình sẽ kiểm cho các bạn nghe thử cái hệ thống loa của con này nhá. Thì cái con này nó sử dụng là hệ thống loa 11 loa của Bose. Người ta hay gọi là loa của Bose đấy các bạn ạ. Thì mình sẽ nói chung là để mà nghe loa được thì mình sẽ phải mở hết cánh nhá các bạn nhé. Đấy. Mở hết cánh ra thì âm thanh nó mới trung thực được. Ok, thì khi mở cánh thì cái xe nó cứ tít tít thì các bạn thông cảm nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử phát đoạn nhạc nha. Cái này thì mình kết nối rồi. Các bạn tự thẩm âm nhé. Nó đánh rung cả cửa luôn các bạn. Nói chung là hệ thống 11 loa này. Thì mình phát hiện là hai cái loa ở cái hai cái vòm này các bạn ạ, nó là hai loa siêu trầm. Đây, vòm bên này và vòm bên kia. Cái vòm loa ở cánh cửa này thì nó là loa siêu trầm, loa subwoofer đấy. Còn cái loa bên này này, nó không phải loa siêu trầm, nó chỉ là loa vệ tinh thôi. Đấy. Thì hiện tại mình thấy ở hai cánh cửa này hai loa, hai cái cánh cửa kia hai loa nữa. Còn ở đâu bốn loa nữa thì mình chả biết, chưa nhìn thấy ở đâu các bạn, chưa nhìn thấy loa ở đâu nữa cả. Nhưng mà cái con xe này nó, cái phiên bản 2.0 thì nó chỉ có 6 loa đúng không, 6 loa của thằng nào ấy mình không rõ. Nhưng mà cái phiên bản 2.5 này thì nó là 11 loa của Bose các bạn nhá, loa chính hãng của Bose luôn, nghe rất là sướng. Thực ra là để mà nghe sướng hay không thì các bạn phải đóng cái cửa lại, nhưng mà để mà truyền tải âm thanh vào trong một cái điện thoại để cho các bạn tận hưởng ấy thì phải mở hết cánh cửa ra thì chúng ta mới cảm nhận được. Đấy, thì đấy nó là về cái hệ thống loa của cái con này. Bây giờ mình sẽ đóng cánh cửa lại và trải nghiệm một vài vòng để cho các bạn thấy được và chia sẻ cho các bạn cái cảm nhận khi mà cái xe này nó vận hành ở trên đường như nào nhá. Ok. Ok, thì cái lúc xe bắt đầu khởi động thì nói chung là với hộp số tự động 6 cấp của cái con này ấy, thì cái lúc bắt đầu xe khởi động ấy thì đó mình thấy nó rất là nhẹ nhàng và nó như kiểu là nó bỗng lên đấy các bạn ạ, nó nâng người lên ấy. Không biết là có phải là do sức mạnh của máy 2.5 không, và cái con này nó có một cái chế độ là cái chế độ sport. Thì khi mà nó ở trong cái chế độ sport ấy thì nó sẽ tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn, nó sẽ tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn đấy.
Mình sẽ đi một vài vòng các bạn nhá, đạp ga lên để cho bạn cảm nhận được cái sức căng của nó này. Đó, mình bắt đầu là đạp ga lên và tốc độ hiện tại lên khoảng 80 cây các bạn ạ. Đó. Và ở trên cái kính này nó có một cái màn hình HUD nhá, tức là nghĩa là nó có một cái máy chiếu. À đây cũng có Mazda 6, à Mazda 3. Ừ, đúng rồi. Nó sẽ có một cái máy chiếu ở trong cái hốc này, nó hất lên cái kính này, nó cho chúng ta biết được là cái km trên giờ và cái tình trạng xe của chúng ta. Nó sẽ cảnh báo hết được tất cả các cái tình trạng của cái xe ở trên kính đó, để cho chúng ta tập trung vào lái hơn. Đó. Ok, thử lượn thử một vài vòng các bạn nhá. Nói chung là cái số xe số tự động này thì nó đi nó thoải mái, chứ nó không như số sàn. Nó cũng không như số sàn. Mình học lái xe, mình đi cái xe số sàn mình thấy nó hơi bị tê chân. Cái xe số tự động thì đạp ga nó rất là nhàn. Các bạn cứ hình dung là các bạn đi xe máy, các bạn dùng cái xe số với lại cái xe các bạn dùng cái xe số với cái xe ga nó như nào thì đi xe số sàn với số tự động nó y vậy. Đó. Ok, đó, nói chung là xe mới thì mình không có cái vấn đề gì để bàn cãi, bởi vì nó máy nó rất là kiểu nó rất là nhẹ. Không biết là đi xe 3 năm sau nó sẽ như thế nào. Thì đây là đi ở trên đường trường này với một cái thằng gọi là người không bằng xe không biển. Xe này còn chưa đăng ký cơ. Thực ra chia sẻ với các bạn là cái xe này của mình là cái con xe đầu tiên bán tại Thái Bình. Tức là Mazda 6 thì có xuất hiện nhiều Thái Bình rồi, nhiều người đi rồi. Nhưng mà cái Mazda 6 phiên bản 2.5 này thì theo như anh ở bên showroom anh ấy nói là chưa có một con nào bán cả, nên là nó chưa có cái biểu mẫu thuế bình thường. Ví dụ như là có một cái con Mazda 6 bán đầu tiên ở Thái Bình rồi, thì cái con đó nó sẽ là cái con đi khai thuế, và cái con tiếp theo nó sẽ là sử dụng cái biểu mẫu thuế của cái con trước để đóng thuế. Nhưng mà cái con xe của mình là chưa có biểu mẫu thuế, tức là mình cái con xe này phiên bản của mình là phiên bản đầu tiên, chưa được đóng thuế. Con này là con đầu tiên bán ở Thái Bình, thế là nó chưa có biểu mẫu thuế cho cái con này, nên đâm ra là mình vẫn chưa đi đóng thuế cho con này được, mới trả tiền xe thôi, còn chưa đăng ký đăng kiểm gì được hết cả. Đấy, nên là ông chưa thể bấm được nữa. Mình mới chỉ lấy xe về để gọi là lăn bánh thôi, chứ còn chưa có một cái gì cả các bạn nhá. Chưa có một cái gì cả. Đấy, nhưng mà thôi, mình nhà mình nó cũng ở sát ngoại thành, cái khu vực Tân Bình, thành phố Thái Bình, nó cũng không cái điều đấy cũng không phải là điều lo lắng lắm. Mùng 4 tháng 11 này thì mình sang Bắc Ninh để mình thi bằng lái xe. Thì anh em nào ở khu vực Đông Đô nhỉ, Đông Đô Bắc Ninh thì anh em có thể là qua và giao lưu với mình. Đấy. Cảm giác vượt một cái xe đằng trước nó rất là nhẹ nhàng luôn các bạn nhá. Rồi, như vậy là trong cái video này mình chia sẻ ngắn với các bạn một chút về trải nghiệm của một người dùng không biết tí gì về xe các bạn. Đây là cái nhìn của một khách hàng thực sự đấy, chứ không phải là nhiều người cứ xem các cái bài đánh giá review xe ở trên các cái kênh YouTube khác. Thì thực ra đấy là nó là dưới góc độ của một chuyên gia về xe đó, thì nó khác với góc độ của một khách hàng bình thường. Ví dụ các bạn mua xe thì các bạn cũng là đến 99% là khách hàng sử dụng bình thường giống như mình, thì mình chia sẻ với góc độ của một người sử dụng bình thường thì là mình chia sẻ với bạn những cái điều như vậy. Rồi, ok, bạn nào muốn ở khu vực Thái Bình cũng có thể tham khảo các cái dòng xe, ví dụ như VinFast hay là Mazda hay là Kia, thì các bạn có thể là mình sẽ để số điện thoại của ông bạn mình, ông ấy chuyên làm
bên xe thì ông ấy sẽ tư vấn cho các bạn. Đấy, ông sẽ tư vấn cho các bạn nhá. Các bạn có thể là ở khu vực Thái Bình này thôi, à khu Thái Bình, Nam Định và Hải Phòng nhá. Đó. Thế các ông có thể tư vấn cho các bạn chi tiết. Các bạn chỉ cần nói là bạn của anh Tư Điện là ông ấy tự động sẽ nhận ra nhá. Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.